Cùng với toàn thành phố, sáng nay, huyện Hòa Vang cũng tổ chức tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 cho gần 4.200 em học sinh 3 khối lớp 10, 11 và 12 của 3 trường Trung học Phổ thông Ôn Ích Khiêm, xã Hòa Phong, Phan Thành Tài, xã Hòa Châu và Phạm Phú Thứ, xã Hòa Sơn. Theo đó, huyện Hòa Vang thành lập 2 điểm tiêm tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, tổ chức tiêm phòng cho trên 2.910 học sinh của trường Trung học Phổ thông Ôn Ích Khiêm và Phan Thành Tài. Điểm tiêm tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Hòa Sơn cho gần 1.280 học sinh trường Trung học Phổ thông Phạm Phú Thứ. Để đảm bảo an toàn trong đợt tiêm phòng, những ngày qua, thông qua các hình thức, giáo viên chủ nhiệm đã chuyển tờ khai để phụ huynh và các em học sinh đăng ký, điền thông tin liên quan, dặn dò chu đáo giờ giấc tiêm theo lịch trình, đảm bảo cự ly khoảng cách tại khu vực tiêm phòng theo quy định. Hầu hết các phụ huynh và học sinh đều chuẩn bị một tâm thế thoải mái và sẵn sàng khi đi tiêm. Con khuyên các bạn nên đi tiêm bởi vì nó sẽ lùm giỡn được nguy cơ nhiễm bệnh của học sinh khi đi học. Theo tôi thì thấy cái về vấn đề mà cái chủ trương của thành phố thì cho trẻ đi tiêm chủng thì rất là tốt. Tôi hoan nghênh cái tinh thần đó. Bên cạnh đó thì tôi cũng rất là lo lắng nên là sáng tối là dặn con là đi ngủ sớm, sáng ngày là cho con ăn no, sao uống nước thật là nhiều. Rồi đưa con vào tiêm, động viên con là để đi tiêm chủng. Theo kế hoạch đợt này, huyện Hòa Vang cũng sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 584 em đang theo học các lớp nghề ở 11 xã nằm trong độ tuổi tiêm phòng.